Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn hai sản phẩm, đó là pin Tiger 3S 2200mAh và bộ sạc pin B3. Thì bạn nào cần cái này cứ liên hệ số thoại trên đây ha. Đầu tiên mình sẽ mở cái này. Cái này là bộ sạc pin B3 các bạn. Đây, sạc pin B3 Pro đây ha. B3 Pro đây. Là hình dáng cái hộp của nó nè. Đó. Hiện tại hàng của mình sẽ gửi đi toàn quốc, bạn nào cần hay gửi đi toàn quốc ha. Rồi, số thoại mình trên đây có viết Zalo luôn nha, bạn nào cần Zalo mình gửi hình ảnh. Đây là cái công dây điện nè. Đây có sách hướng dẫn nè ha. Đây là cái cục sạc chúng ta. Đây. Điện vào là từ 110 đến 400V AC ha. Và điện ra của nó sẽ là 3 nhân cho 800mAh. Có nghĩa là mỗi cổng ra, mỗi cái cell sạc ra nó là 3 nhân 800mAh. Đây là đèn sạc mỗi cell các bạn. Ví dụ bạn ghi mà vô pin 3S đi thì nó sẽ có 3 cell đúng không? Pin 3S là 3 cell thì nó sẽ sạc từng cell và đo từng cell luôn. Ví dụ cell 1 đầy thì nó sẽ báo đèn báo là cell 1 đầy, cell 2 đầy, sẽ báo cell 2 đầy. Cell 3 đầy sẽ báo là cell 3 đầy. Đó, nói chung là như vậy. Sẽ báo từng đèn luôn, bạn dễ kiểm soát hơn ha. Đây. Đây nó có một cái vài thông số chúng ta nè. Kia ngoài kia ghi tới 800, trong đây ghi 700, nói chung là khoảng 700 800 các bạn. Ha, đây là khi sạc nè, khi đang sạc như là chaining là đang sạc nè thì đèn sẽ là đèn đỏ ha, red là đỏ. Khi mà nó đầy á, thì đèn sẽ là đèn xanh. Đó, ok chưa? Ok ha. Trên đây là cái cổng dây điện 220 bạn, đây 220 này, và dưới đây nè, nếu các bạn dùng pin 2S á, thì cắm vào đây, cắm bên 3 rắc này, còn bạn dùng pin 3S á, thì cắm bên 4 rắc ha. Và đây là pin 3S nè, Tiger 2200 ha, nói cho bạn xem luôn đây ha. Đây là pin Tiger 2200 35C ha các bạn. Đây 35C ha, 35C đây là 11,1V ha. Đó, 3S ha, 1,1V. 2S là 7,4V ha. 4S thì 5S, nhưng mà càng dài lên thì sẽ càng lên volt. Đây là pin nè, 2200mAh, pin Tiger ha, pin Tiger. Đó, pin Platinum ha. Đây là hai cái cổng ra đó các bạn. XT60 ha. Đây. Đây là cái cổng sạc các bạn, cổng sạc từng cell của nó ha. Đây là cổng sạc từng cell này. Thì ra muốn sạc á, hai cắm vô đây ha, cắm này vô đây để sạc ha. Đó. Thì đây cũng có sách hướng dẫn các bạn, sách hướng dẫn về sạc nè. Đây. Ha, cắm cái còng dây vô dưới đây thấy không nè, hướng dẫn đây ha. Đó. Đây sách hướng dẫn của nó nè. Thì cũng đơn giản các bạn, không cần hướng dẫn đâu, cũng dễ mà ha. Bạn nào cần hãy liên hệ số dưới đây của mình ha. Ok, chào các bạn.